còn mười mấy ngày thôi, đúng một năm. MV này Mai Ngô đã chuẩn bị được một tháng, và thực ra thì tất cả mọi thứ đều là cái workflow từ Mai có mà ra, từ kịch bản cho đến phần trang phục cho đến mọi thứ ở trong MV, đó là những cái setup của Mai. Và trong MV này thì Mai là người sản xuất cũng giống như là người edit dựng, và Mai hy vọng là mọi người sẽ thích cái phần gọi là trải nghiệm này của Mai trong cái vai trò mới, đó là sản xuất với lại edit dựng, thì mọi người sẽ thích nữa. Kim giờ quá nhiều như vậy, mình có ham quá hay không, mình chia sẻ cho làm khác. Thực ra là mình là một hip hopper mà mình workflow rất là underground, nên là cái gì mà mình làm được thì mình sẽ gọi là làm để cho nó có một cái màu sắc gì đó của mình, cái rất là riêng của mình trong đó. Thì cho chị hỏi cái là quá trình tập luyện của em như thế nào, em chia sẻ em chị. Quá trình tập luyện của mình thì nó không phải là 1-2 năm, mà nó là từ rất là lâu rồi. Từ khi mà mình mới đam mê hip hop, thì mình khi mà mình mới bắt đầu chơi hip hop là khoảng 10 năm trước. Mình là dancer thì mình có một lỗ tai nghe nhạc rất là, rồi là thích nghe nhiều thể loại nhạc của hip hop, chứ không chỉ riêng gì một hai cái là trap hoặc là old school hoặc là freestyle hay là một cái gì đó nó rất là cố định, mà mình thích nghe hết, những cái gì thuộc hip hop là mình cảm nhận hết. Và sau thời gian mà 2017 á, khi mà Mai được mọi người để ý tới model, nhưng mà lúc đấy tâm trạng của mình lại rất là thích hip hop và thích rap, nên mình đã ở nhà và mình bắt đầu tập hát theo những ca sĩ nổi tiếng, những rapper nổi tiếng, và bắt đầu mình học cái flow mọi người viết nhạc từ đó. Và điển hình đó là mình học Cardi B, mình học Doja Cat, Nicki Minaj. Bởi vì thế nên là những cái lời của mình viết ra nó khá là giống những ca sĩ đấy, rapper đấy. Và mình cũng chỉ là newbie thôi, nên là mình hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ cải tiến, cũng giống như là mình sẽ có một cái màu riêng của Mai Ngô trong âm nhạc của mình. Thực ra thì mình đã đi casting rap Việt, nhưng mà thực sự đó là không may mắn, tại vì mình không có nhiều thời gian chuẩn bị, và cái áp lực của rap Việt mùa 2 nó quá là lớn đối với những bạn đến casting, không có nhiều thời gian cho các bạn cast, nên là đối với Mai cũng vậy. Tuy là người nổi tiếng nhưng mà không có một cái đặc lệ, không có một cái đặc quyền riêng gì cho người nổi tiếng cả, và mình phải cast giống như các bạn khác. Khi mình không đạt tiêu chuẩn thì mình cũng bị đánh rớt, và nhưng mà không sao, tại vì trong thời gian đó thì Mai cũng đã làm MV rồi, và mình nghĩ đây sẽ là cái thành quả để mà mình có thể gọi là đánh dấu cái cột mốc của mình đối với rap. Cái quá trình sáng tác của mình thì nó có dễ dàng không? Tại vì mình viết nhạc á. Viết nhạc không hề dễ. Và quan trọng là mình phải có một cái gu cảm nhận nữa, thì nó mới ra được cái chất riêng của mình, chứ không phải là mình chỉ là một người gọi là thuê ghostwriter về viết rồi mình chỉ perform lên đó thôi, thì như vậy chưa đủ. Mình phải có một cái màu, mà mình phải có một cái cảm nhận riêng, mình mang cái câu chuyện của mình vào trong cái bài hát của mình, thì mình mới có được cái chất riêng để mà mình sell cho mọi người nghe được. Cái gì là phải có cái hướng đúng không? Có hướng đúng không? Dạ, phải có chất. Dạ. Để tạo cái nguồn cảm hứng đó thì em dùng những cái chất liệu gì để tạo ra cái nguồn cảm hứng cho âm nhạc của em? Đối với em á, nguồn cảm hứng nó là vô tận, tại vì em rất là đam mê rồi. Bây giờ mình chỉ trông chờ vào những sản phẩm và những dự án để mình có thể thể hiện ra được những cái ý tưởng đó cho mọi người. Nói như vậy thì Mai Ngô cũng có khá là nhiều đam mê. Thực sự ra mình là cái người có con số chủ đạo là con số 6, nên là mình có rất là nhiều đam mê về điện ảnh, về âm nhạc, và mình nghĩ đó là nó hợp với mình thôi, và con số chủ đạo đó sẽ là cái con số mà để mình thể hiện ra mình là ai, mình đang muốn cái gì. Thì Mai nghĩ là cái việc mà mình ôm đồm quá nhiều việc hoặc là mình theo đuổi quá nhiều đam mê thì đó cũng hợp lý thôi, tại vì Mai là con số 6. Em hy vọng là
này á, thế nào về MV lần này á? Thực ra thì mình đã làm MV này quá lâu rồi, nên là mình chỉ muốn ra để mà mình đánh dấu cái tên tuổi của mình, cũng giống như cho mọi người thấy được cái năng lực và sản phẩm của mình. Và nếu mọi người đón nhận đó thì mình rất là vui, và không thì mình vẫn tiếp tục tạo thêm một cái dự án mới và mình sẽ thể hiện tiếp cho mọi người xem. Hôm nay thì tạo hình của Mai Ngô khá lạ, mọi người sẽ nói là giống người này người kia, thì Mai Ngô giải thích sao để tạo hình. Thực ra thì tạo hình này là do ekip của mình workflow với mình ra được cái tạo hình này, và mình cũng khá thích tại vì nó chưa bao giờ mình mặc đồ như thế này cả, và hôm nay mình cảm nhận được một cái năng lượng rất là mới, rất là gọi là ấn tượng một cách từ cái bộ đồ tạo ra, và Mai hy vọng là nó sẽ work cho ngày hôm nay. Cái tên của MV thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào? Thực ra mọi người đừng có suy nghĩ nhiều về cái từ viết tắt CML đó cả. Tại vì nó là từ viết tắt của Call Me Later, có nghĩa là gọi cho tôi sau. Gọi cho tôi sau có nghĩa rất là đơn giản thôi mọi người đừng có hiểu sâu xa nha. Thì nãy Mai Ngô có nói là mình thần tượng mấy cái rapper nước ngoài á. Thì thường nhạc rap ở Âu Mỹ á, thì lời lẽ nó có hơi là người lớn một xíu á. Thì không biết là lời của Mai Ngô, mấy cái bài hát của mình sẽ như thế nào? Đúng rồi, tại vì Việt Nam mình thuần phong mỹ tục cũng giống như là văn hóa không thể nào giống như USUK được, nên mình chỉ học những cái cách mà người ta cảm nhận, những cái cách mà người ta show ra, cái cách show thôi. Còn về cái nội dung show á, thì nó sẽ phù hợp với lại văn hóa thuần phong mỹ tục của người Việt, cũng giống như là cái con người của mình. Tại vì mình không thể nào giữ như Cardi B được, mình không thể nào giống chỉ được, muốn cũng không được, nhưng mà mình sẽ là Mai Ngô, mình sẽ là the real Mai Ngô. Rapper Việt bây giờ có rất là nhiều rapper rất là tài năng, trẻ, Gen Z, Gen Y cũng có rất là nhiều các bạn. Nói chung là mình thần tượng rất là nhiều người đến từ rap Việt. Rồi nói chung là ai mà underground và có tài năng là Mai rất là thần tượng. Một số cho anh hỏi, trước đây là em có tung một số clip về rap rồi ngắn, chứ không phải là một sản phẩm full như hiện tại. Thì nhận được những phản ứng không tốt á, thì về cái cách rap của em á, thì em có cải thiện hay là có làm cách nào mà làm cho nó tốt hơn không? Cho anh hỏi thêm một câu nữa là em có học hỏi từ một rapper nào của Việt Nam để rap cho nó tốt không? Về cái câu đó hơi phân khoan. Hai câu. Một câu đó là cải thiện từ từ, đúng không? Làm cái gì cũng vậy, mình khi mà mình mới bắt đầu thì mình sẽ có những cái lời khen, lời chê. Mình sẽ lấy những cái lời khen làm động lực, lời chê để là bài học, để mà mình có thể gọi là khắc phục mỗi ngày. Và cái đó là một cái bài học rất là thẳng thường, đập vô mặt mình liền, mà nó miễn phí nữa. Và đó sẽ giúp Mai cải thiện mà không cần phải đi học một cái lớp rap nào hết, và không phải tốn tiền vì nó. Mai nghĩ đó là một cái điều hay, và mình cải thiện mỗi ngày thôi, tại vì mình biết cố gắng cũng giống như là cái con số của mình đó là con số của sự cố gắng 1995, mà năm sinh 1995 thì mình có cố gắng, và mình nghĩ là mình sẽ trở thành một rapper giỏi. Mình rất là thần tượng chị Kimmy. Kimmy có, trước khi mà chị hát R&B thì chị rap rất là chất. Chị Kim, nhưng mà lâu quá rồi mình không nghe lại nên mình quên mất tiêu những cái lời của chị rồi. K-I-M-E-S quên rồi, nhưng mà rất là thần tượng chị Kim. Có mời chị Kim đến, nhưng mà chị Kim rất là không có muốn xuất hiện nhiều mainstream, nên chị rất là low key, nên mình thông cảm. Và hy vọng là sắp tới thì chị Kim sẽ ra nhiều sản phẩm khác hơn.